Gia đình của cậu Năm đang Hồng Liên là 300 mấy. Ngồi bàn hát mấy. Đang lên kế hoạch để cho những người quay chuyện. Chuẩn bị làm live show đi. Nói cho ai đi. Mình nói cho ai đi làm live show. Viết đi. Cũng tổ ha. Tướng cướp bạch hải đường. Đóng gian nhung á bà. Chơi luôn, chơi luôn. Còn cái kia, đổi lại kịch bản mới. Tướng cướp bạch hải lùng. Đó. Ủa có luôn hả? Có cho kẹt có chứ. Để tham gia. Chú bảy kéo ghế vô cho con Năm ngồi. Chú bảy rồi con Năm đang ngồi đó. Đó ngồi vòng tròn nha anh nha, ngồi đây nghe nha bà. Ghế con Năm rồi mình tưởng tí nữa. Cậu Năm hát gì? Cậu Năm thì hát gia cũ cậu Năm rồi. Hát thứ tư phải không? Ừ, ngủ tư. Dựng kỳ á. Lòng thành khẩn trời đất. Ủa, cái đó là ngủ tử tư mới đúng hơn chứ bộ. Ngủ tư già. Thời gian ngân tướng đó. Ngủ tư tư. Ngân tướng là ngủ tử tư già. Đó là cái tiếng Nhật nãy là kiểu ngủ tư già. Còn có phần này là ngủ tử tư phạt sở. Đúng rồi. Ngủ tư tư kia là ngủ tư tư đã đi qua bên nước nước ngô. Đúng rồi. Dạ được rồi, tôi có dài được. Tôi có cái được. Dài đó được không? Con okay. Thấy thích hợp với mình không? Thích. Viết kịch bản đi. Không, nếu mà tấu hài thì là phải hát gì phải không? Vũ áo bù đời, sân si ke. Bây giờ nè, muốn bán giá đông thì phải quảng cáo rõ ràng. Trích đoạn những vở cái lương quý vị khán giả sẽ chứng kiến lại nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong vai Ngô Phù Sai tái hiện trên sân khấu đó. Đó quay mà hình ảnh bên nè. Bắt đầu là hình ảnh đất lên rồi. Kịch bản trích đoạn gia sơn mới nhân lại. Nói hết trơn rồi cái người ta làm theo á. Hả? Trời ơi, người ta làm đi. Đi. Nhưng mà ai qua cậu Năm Vũ Linh? Chị là phải không? Ý vừa nó không phải là người ta làm theo, làm sao người ta làm theo, làm người ta lấy cái gì hiểu. Của mình, lấy thử. Nhưng mà mình làm ví dụ như mình bữa đó ok, bữa đó là tại vì tôi cũng có làm một số bầu sơ, tôi cũng bé. Mình đưa màn hình lớn lên, đó màn hình led anh, nó còn cái lúc hồi tới bún bò lên, bắt đầu mình đưa hình anh Linh lên vậy. Đưa hình anh Linh xong là đưa hình bà lần bún bò lên vậy, là đắt liền luôn. Bắt trước ai mà bằng ở trên bằng mà đất là Vũ Linh hát dưới này làm bút bún bò. Bún bò đấy, bún bò. Cái đó ghê đó. Không, cái đó mình đổ tổ ok. Cái bài đó là ca sống nha. Bài gì vậy? Lúc Vũ Linh đồng gì trời ơi. Làm sao cái tụi chưa viết cho tôi một cái tiểu thuộc cho tụi cái gì trời. Cái biết cái tâm như thế nào biết con thì trên karaoke con có trên trời ơi sao ngồi nó ngồi đau chân 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 để cho cái anh chị nó ao đi. Mà biết một đặc biểu mà muốn giới thiệu. Không, tại vì ngày hôm qua tôi có coi là Bạch Tuyết với anh Linh có hát bản đó đó là cũng có minh họa. Thành ra em có minh họa cái thu họa tiếng cái lương á. Thu họa tiếng lương làm gì? Có hát trong chân cổ nhạc. Đâu rồi bài đó? Cái đó là cái bài anh Linh chưa hát bản bây giờ đâu. Dạ Dương Tư. Con xin lỗi đâu mà. Dương Tư là Bạch Tuyết với lại xin lỗi. Bởi vậy nghe ông Năm hát bản rồi nào. Sao nó dịu quá ta. Có một lần trong show của cô Phương Thủy đó. Thì cậu Năm có đứng lên mà cậu Năm nói là tôi đâu biết hát bài này đâu nhưng mà cũng có hát theo. Có hát theo mấy câu. Nhép theo của ông cái gì rồi. Cũng có hát theo một hai câu. Mà cũng không biết thì không hát. Ăn hồi đó thì làm đâu. Rồi đó nói chuyện đó người ta nhắc anh thôi là những ngọn khóc kế tụi ông khóc một bội lắm nha. Nhớ là mất gì về đi khóc cái gì. Mùng năm mười bốn hôm ba ngày trị nhất. Ông nằm ngay vua chúa đi đó. Mùng năm mười bốn hôm ba là ngày vua chúa đi không? Ông nằm ngay vua chúa đó, ông nằm xuống ngay ngày vua chúa đi đó. Mùng năm mười bốn hôm ba là ngày vua chúa đi. Quan.
Ủa xong chưa nha? Cái gì? Con cho con vậy khi nào nó tan hết đi con mà về. Quá như cái câu mà tướng quốc đặt lắng tai nghe cái tiếng khán giả vỗ tay lớn lớn gần gần cầu lên nhiều đó mà dạ. Nói nhưng mà cái ý là nó quốc đăng đàn làm dạ, to lên nhưng mà năm nay là đó năm ra đi không lắng tai nghe không? Cái tiếng vỗ tay của khán giả rất cờ phải không, rất đại kỳ á. Trời ơi là lúc tập thì được cái cờ bé lớn vậy nè, mà lúc được thì mà ra hát cái đường cầu bé lớn này nè. Ủa tao cầm tao muốn chết, trong cái chỗ như kia vậy mà tao muốn chết rồi. Cái cá nó bự nhìn ý là khó chịu cho nên khó chịu ấy hay cỡ vừa ra đó cái cờ cái đúng rồi hả đó liên liền không quan quơ cái văng cái cờ thuốc là bao cho bờ cái vô vô tướng tú xin lỗi nó xin lỗi trời anh nói trước trời anh có nói trước đưa cái vô chụp cờ. Ủa sao nó bự quá vậy, đâu kịp đâu là ra liền rồi có lấy che ba phần vuông lên à. Đó cây cờ ở bên Mỹ bự không, bự cái cờ mình luôn á, thấy cầm không đó mình biết ý nó rồi, đúng rồi biết cái thế nó rồi. Ừ, bánh vậy đó. Cái chén nó mới vừa thôi, nhẹ thì người ta mới lướt được đúng không? Đồ. Không, lúc tập anh tập có quen rồi, nó hồi lúc mà nó đưa ra hết hồn. Thì đó, mình phân tâm liền luôn, chụp cầm cái cờ phân tâm liền luôn. Ủa, nhưng mà lúc tập thì cái cờ rất là nhỏ. Đúng rồi, cái cờ cái trắng nhỏ xíu mà. Nhỏ thì không thể nào gọi là đại kỳ được. Thì đó, bởi vậy, nhưng mà cái trắng nó bự quá. Không phải, cái đại kỳ là cái lá cờ, cái cờ. Còn cái cây, cái đảng này nè, nó phải vừa cái tay mình mới được. Chứ vậy sao con muốn, bự quá sao mới được. Giống như tập tuồng bên Mỹ vừa tập đây mới cờ ra nó mới nửa cây cờ bự nữa hả, thôi mình cái cán nhỏ không sao, nó mua được không được, cái đó muốn bình thường đó được chưa, cờ thì được bây giờ đại kỳ lá cờ thì bự nhưng mà cái cán cờ là phải nhỏ mà hai năm không khớp không quay lừa khớp được cốp cái clip nó đừng hoài luôn á, cái clip ở trên bên Mỹ cái đường hoài luôn á. Đẹp quá. Ừ, nó tròn nó chơi. Bên Mỹ là năm muối nhiều hơn ở Việt Nam nha. Đúng rồi. Muối nhiều ở Việt Nam nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Muối nhiều hơn. Rồi, rồi, tan trường. Tan trường. Để ghế cho con mày ơi. Ừ, để lại. Nè nè nè. Cái ghế nó bị trục trặc rồi. Thầy bớt coi. Không, chú chịu không nổi. Con Sáu về hả con Sáu? Con Sáu về nha. Chào mấy đứa. Chúc mấy đứa nhiều sức khỏe. Dạ, con chúc cô Sáu nhiều sức khỏe nha. Cô Sáu nhiều già sức khỏe. Bữa này có đứa nào? Anh là ráng. Cái phần cho sân khấu trước cả. Liễu ơi, cái lòng bí xôi vậy Liễu. Mình sẽ cái đập lên á, sao nè, dễ nhà nè chị. Có đi cà phê của Năm nè. Còn ơi. Anh mua cà phê cho Năm dễ thương quá. Bí xôi lòng con Năm nè. Sao cao nè. Năm này em mua cà phê cho anh nào. Thế nào không mua nè. Em muốn cho Năm miếng nha. Đó. Mấy đứa nhỏ rồi mày. Ở nhà cậu uống cà phê sáng 6 cũng hay uống chung cậu. Dạ. Ủa sao chứ nghe trái gì vậy? Đổi cái dĩa mình đổ cái dĩa mình ra nè. Uống cà phê với Năm nè. Dính vô nè. Có cái dĩa không? Không có dĩa không? Qua bạn lấy. Hay lấy đem đây nè. Dạ, dạ. Xin đi. Sao cho con cái bơ. Ủa có quẹt không? Để nhà đợi. Để quẹt đâu? Nó khinh cậu. Anh lấy cho anh nè. Xin con ráng cái não giờ con mới lên đây á. Đốt điếu thuốc cho anh đi về anh ơi. Này sao đang đốt nào? Không ăn. Năm. Uống cà phê sữa cho Năm là Năm mua cho anh rồi em uống với anh. Cũng như ở nhà Năm uống rồi em cũng ngồi cái bên uống với anh rồi. Xong rồi cái hay nói hay ké. Uống hoài rồi mới ghê quá. Uống nữa đi anh. Ngon quá Năm ơi.
tôi đốt rồi ở đây vậy, đưa cho ổng để đây tôi đốt cho khách cho ổng hút. Điếu mình nữa. Hút kéo dây nằm điếu. Cái này để lại đây này. Cái đời bớt khổ. Mà bán trong này sao? Để hết đi đi. Sáu cái đấy nha. Bỏ trong bao luôn, bỏ trong bao rượu luôn đi chứ. Hay là để rượu cho mấy đứa nó uống. Cô con gà đúng không? Trong cô uống đâu cô. Để cái chai mới cô lấy về đi, còn cái chai ấy thì cô. Rồi. Thôi. Không để lại cho. Sao chào tất cả mấy đứa nha. Rồi, cảm ơn mấy đứa rất nhiều nha. Để cháu đã luôn lo lắng mọi cho anh nha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi chị phụ chị chứ. Em về chị Huệ ơi. Anh Thanh Tú ơi, anh Trang Châu ơi. Dạ mấy đứa cũng chào mấy cô. Dạ. Chị phụ chào con gái chị. Dạ, em chào ạ. Chào mọi người. Thì em hay cười á, chứ em thấy chị là em mắc cười á. Sao vậy? Thì em thấy chị em mắc cười. Chị nhìn em chị cũng mắc cười.